Cây hoàng kim, nơi thái dương dừng chân, các thân ngồi say đi kèm là thần thoại khởi nguyên, là nơi có cơ duyên vô cùng lớn để đoạt tạo hóa thiên địa. Mọi người bắt đầu xuất thủ sông về trước, tuyên minh, bích cổ, làm vũ, hông hoang đều đồn dậy, lấy giá bí bảo, tích tắc ấy, ánh sáng lung linh rực rỡ tỏa ra. Đột nhiên, một luồng khí tức bất ngờ bùng phát, nó vô cùng đột ngột và mãnh liệt, hư không vặn vẹo, một dãy cây màu máu cứ như là chân long lao nhanh tới. Bụt một tiếng, một vị thiên tài đến từ thượng giới không ngờ rằng huyệt thái dương của mình lại bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe đến chết hắn cũng không dám tin. Đó chính là cổ thụ huyết huyết, nó đến từ bên trong biển dung nham, nhảy mạnh lên rồi xuất thủ trong tích tắc, dùng pháp trượng, hổ thế nên là nó chẳng hề sợ nóng rát. Người thật can đảm, đám người đến từ thượng giới đều tức giận, bọn họ chưa từng gây sự, chưa từng chủ động công kích người khác, trong nháy mắt tất cả xoay người lại báo thủ cho người kia ở một tiếng sóng lớn dung nham bao phủ khu vực này biển đó sôi trào một nhóm tôn giả xuất hiện rồi đồng loạt ra tay nhằm hướng đám thiên tài này ngoại trừ mấy người sớm đã tiến vào trước thì những tôn giả khác đều ngầm hiểu với nhau sức mạnh lạnh lùng không nói lời nào mà giết về đám làm vũ thủy nguyệt thạch hạo thế tấn công vô cùng uy mãnh người dám triệu khải hét lớn chỉ trong nháy mắt hắn đã bị mấy chùm sáng quét chúng nếu không phải thời khắc quan trọng bí bảo phát huy tác dụng thì khẳng định là đã bỏ mình Tình thế không ổn chút nào, phía trước và phía sau đều bị cắt đứt, gặp phải sự vây công của đám tôn giả rắn chín đầu, người khổng lồ hoàng kim, ngân sư đều thế vô cùng là nguy cấp. Pháp tàn liên miên, mưa ánh sáng như thác nước, nơi đây sôi trào, sóng dung nhà ngập trời, sát khí ngút trời. Không ai nghĩ tới đại chiến lại đến nhanh như thế, vẫn chưa hề đặt chân lên cổ thụ Thái Dương mà bọn họ đã bị người ta vây khốn, săn giết. Một con hưu chín màu ra tay, thần quang vút trời, đó là một bảo cụ từ xưng hưu lưu chuyển năm màu tiếng dùng phát ra hai tay thạch hạo phát sáng kiếm khí thông thiên tỏa ra chém thẳng lên trên sừng hưu khiến cho quỹ tích của nó trách đi tiến thẳng vào trong biển dung nham dù sao nó cũng có không tỏa ra khí tức tôn giả nên công kích cũng không phải là quá mạnh rất nhiều người cũng không đặt mục tiêu là phải diệt trừ nó một con thần thú giống lớn cả người đều là ánh xanh lam thế quen ngang ngàn quân đánh về phía mọi người Toàn thân nó là màu xanh lam, toàn năng tỏa ra đầy mạnh mẽ cứ như là một con bò sát, thế nhưng lại có đầu rồng, sau lưng màu da một đôi cánh lao thẳng tới, ánh xanh lam chiếu rọi, là công kích bày đàn. Trên đầu nó lơ lửng một bảo cụ giống như cái chuông đồng, không ngừng ngân vang ra trì bảo thuật của nó, việc khiến người khác khiêm sợ chính là uy năng ấy lại được tăng lên mấy lần. Phu Quang đàn dệt phép tắc giải đặc, tôn giả đồng loạt ra tay vây công đám cường giả trẻ tuổi tới từ thượng giới. Thân thể của Trác Vân chấn động rồi nhanh chóng né tránh, mấy ký hiệu đã phá tan hộ thể thánh quang của hắn. Nếu không phải bí bảo tách ra một đóa hoa sen màu xanh thì hắn đã gặp nguy rồi. Làm lòng quấn lấy cái chuông đồng hạ xuống hợp nhất cùng với bảo thuật khiến cho uy lực tăng vọt. Bù một tiếng, một người bên cạnh Trác Vân bị đập cho nát tương, máu tươi bắn lên cao. Trong phần hét lớn, máu tươi bắn lên bí bảo hộ thể của hắn trông vô cùng tươi đẹp, khiến cho sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chỉ thiếu chút nữa nạn nhân đã là hắn rồi. Cái chuông đồng kia là thần khí vô cùng mạnh mẽ, mọi người cẩn thận. Thủy Nguyệt truyền âm hào quang màu trắng bạc lấp lánh quanh thân, trông duyên dáng và thư tha. Không cần năng nhắc nhở, tất cả mọi người đều nhìn ra được, cái chuông đồng có chẳng hề tầm thường, có thể tăng uy lực của bảo thuật lên mấy lần, dù là ở thượng giới cũng coi như là bí bảo hiếm có. Hiện nhiên bọn họ đã âm nhất trí với nhau, đã nhìn ra được những người trẻ tuổi này đến từ ngoại giới nên liên thủ giết chết, trước tiên muốn giết hết đám ngoại lai này. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, hai đạo nhân mà hai con kim hóa thành xuất hiện, thao túng dung nham chấn áp những kỳ tài thượng giới này. Thạch thạo xuất thủ, một con chu tước từ trong lòng bàn tay thành hình, sau đó bay vụt lên trên dung nham tạo nên sóng lớn vô cùng, toàn bộ quét thẳng về đám tôn giả của bảo giới thái cổ này. Đại chiến quyết liệt bắt đầu rắn chín đầu giống lớn chín cái đầu rắn trở lên trói mắt thân quang dâng lên che ngập bầu trời nhấn chìm về phía trước nó tuyệt đối là một trong những tôn giả mạnh nhất thế giới này thực lực kinh khủng một bên khác một con kiến tử kim có sức lượng là vô cùng lớn liền phá tan phòng tuyến của mọi người bế cổ cười gan nói chư bị còn giữ hậu chiêu làm gì nữa nếu tiếp tục như vậy chúng ta phải chết chỗ này đấy Hắn biết rõ có người dưới sự bây công này thì như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng còn một số người khác tuyệt đối còn chưa dùng hết thực lực chân chính của bản thân. Tuyên Minh xin người ra tay, mang chúng ta tiến vào cổ thụ Thái Dương, Hồng Hoàng nói. Hào quang cho lòng bàn tay Tuyên Minh lóe lên, một cây cầu vòm bằng đá vô cùng tinh xảo xuất hiện, chỉ trong chớp mắt phóng to cực mạnh, nối liền với hư không tiến vào nơi thần thụ Thái Cổ đó. Đám người chạy nhanh lên cầu, chỉ trong nháy mắt đã phá vòng về chạy trốn. Lúc tới gần cây cổ thụ màu vàng thì tất cả mọi người đều hóa thành hạt bụi nhỏ tới tới ngay trước rễ cây. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Cái cây nhỏ màu vàng này chỉ cao có một thước, nhưng khi tới gần thì bản thân nó lại nhỏ hơn vô lần so với nó. Khi tiến lên cây cầu đá kia thì Thạch Hạo là người chạy sau cùng. Ai cũng ngầm hiểu với nhau, dù gì họ cũng tới từ thượng giới nên tin tưởng nhau hơn. Phía sau chuyển tới những tiếng hú gào, đám rắn chín đầu, lam long, người khổng lồ hoàng kim gầm thét phía sau, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh. Ngăn lại, triệu hải hét lớn, liếc mắt nhìn Thạch Hạo ở phía sau cùng, người cũng nên góp chút sức lực đi. Trạc Vân nói nhỏ. Nhiều tôn giả đuổi theo như thế, nếu như tụi lại phía sau thì tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Có gì đáng sợ chứ? Thạch Hạo từ từ theo sát chắc Vân. Trạc Vân lộ vẻ kinh ngạc cũng không thể ngăn cản đối phương. Con mắt của hắn càng thêm lạnh hơn. Không nhiều lời nhanh chóng tăng tốc chạy về phía trước. Sau khi cầu đá đột nhiên tiến tới nơi thì bị Tuyền Minh thủ lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện một cây đại thụ thông thiên. Quá to lớn. Dù trong tình thế nguy cấp thì mọi người cũng không thể là không thán phục khí tượng của cây cổ thụ này trấn thế hào quang lưu chuyển nó được từng giải ngân hà vần quanh đồng thời trên mỗi chiếc lá đều nâng lên một ngôi sao quả thật cứ như là cây thế giới vậy đó cũng không phải là ngôi sao vẫn còn trong quá trình thai ngén, thế nhưng quá kinh người làm vũ thán phục nhưng mà hiện tại không có thời gian bùi ngùi mọi người nhanh chóng tiến vào truy bình ở phía sau đã đuổi tới bởi vì phía trước có mấy bóng người đó chính là mấy tên tôn giả đã tiến vào trước lúc này nghe thấy thế thì quay đầu lại sau khi nhận được truyền âm thì đánh thẳng về phía sau cái đám thổ dân các ngươi tuyên mình vừa giận vừa sợ mấy con cá nhỏ ngoại giới đã tới thì không cần đi đâu nữa cổ thụ thuyết huyết mở miệng âm thanh như sấm nổ treo lên cổ thụ thái dương tiến vào cổ điện hỗn độn trên tán cây kia cướp lấy cơ duyên nghịch thiên so với tốc độ bọn hắn nào làm vũ nói đám người tách ra nhằm hướng cây cổ thụ màu vàng nó thật sự rất cao lớn mà nơi đây lại không thể phi hành chỉ có thể nhảy lên và chạy mà thôi Ngoài ra, cây cầu đá trong tay Tuyền Minh cũng là một cánh tay đắc lực, có thể không ngừng đột phá tiếp cận thần thụ kia. Nhưng mà sau khi chạm phải đại thụ màu vàng kia thì mọi người đều gặp phải phiền phức, ai nấy cũng bị văng ngược ra sau, không thể lại gần. Không xong, có cơm chế, bị cổ sầm mặt lại nói. Phía sau, những tôn giả kia cũng giật mình, khó mà tiến lên cái cây này, nơi ấy được một tầng ánh sáng hoàng kim chặn lại. Cái cây này gây thật, các người xem có thành ngán ngân hà, mỗi một lá cây đều nâng lên một ngôi sao, rõ ràng đã sinh ra sức mạnh đại giới. Cũng trong lúc đó, đám làm vũ tuyên minh cũng suy đoán ra được kết quả, sắc mặt mỗi người đều biến chuyển. Tiểu thế giới rất quý giá nhưng cũng không phải là không có, thế nhưng ai sẽ mang trên người? Ta có một cái đã bị hư hao, thiếu nữ oánh oánh mở miệng, nàng lấy ra một hòn đá lấp lánh, thế nhưng đã vỡ nát đôi chút. Trong lòng thạch hại hơi động, trong lòng ngực của nó cũng có một cái, đó là thế giới hộp quý, là một tiểu thế giới phong ấn trong đồng thau. Chư vị, ta giúp chút sức, thạch hạo lấy ra. Mọi người thấy thế thì không ai không ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, trước kia có nhiều người không muốn dẫn nó vượt biển, thế nhưng giờ tất cả đều phải dựa vào nó. Động tác của bọn họ rất xuất khoát, nhanh chóng kích phát sức mạnh của tiểu thế giới hư không nơi sụp đổ, mọi người nhanh chóng tiến vào trong màn ánh sáng hoàng kim kia. Phía sau đám tôn giả cũng theo vào, vô cùng nhanh, cũng muốn mượn lối này đi leo lên cổ thụ Thái Dương. Không xong, bọn họ đuổi theo kìa, hồng hoàng hét lớn. Đúng lúc này thạch hạo thất kinh trong đám thiên tài thượng giới này lại có người âm thầm đoạt lấy hộp quý của nó còn có người thầm ra đòn tập kích hòng loại bỏ nó không cho nó leo lên thạch hạo cười gằn quét nhìn vài lần đám người kia rồi không có nói gì cố ý tụt lại phía sau sau đó đều để cho đám tôn giả tiến vào trong màn ánh sáng hoàng kim này sau đó nó giả bộ như bị ai đó đánh trúng rồi rơi xuống tiến vào trong biển dung nham đỏ đậm kia ai đã ra tay có người trong quý nữ ngạc nhiên rồi nhìn về nhóm người của mình đi thôi không kịp rồi có người quát lên Thạch Hạo chủ động rơi xuống đó là bởi vì nó phát hiện toàn bộ nơi rễ cây của cổ thụ hoàng kim đều đã địa hỏa dịch, mênh mông không bờ, nó đã hóa thành một hải dương. Nó rơi vào trong huyết thanh màu đỏ đậm ấy, chỉ tiếng kêu lên phát ra, cảm giác ấy rất thoải mái, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, chỉ tồn cốt nơi ngực lập tức thức tỉnh, điên cuồng nuốt lấy tinh hoa. Nơi rễ hoàng kim tựa như có linh dịch, thân năng nhiều kinh khủng, sau khi cảm ứng thật cẩn thận thì trong lòng thạch hạo vô cùng kích động. Thật thoải mái, trong lúc lặn xuống dưới, trăm mạch của Thạch Hạo được thư giãn, các khớp xương vang lên, phun nuốt tinh khí, huyết nhục cả người óng ánh, tinh khí thần đà tới đã trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà lặn liên tục mấy chủ dặm nhưng cũng không có tới được điểm cuối của rễ hoàng kim thụ, chỉ thấy mỗi rễ chính to lớn và vàng óng, còn những rễ còn nhỏ thì vẫn bé nằm ở bên dưới. Không xong, quá sâu, cây cổ thụ này quá lớn, mỗi lá cây đều nâng lên một ngôi sao, tuy vẫn là quá trình thay nghén thế nhưng đủ chứng minh sự dài và to của nó. Thạch Hạo dừng lại rồi nhanh chóng trở lại trên mặt biển Bởi vì nó còn có chuyện quan trọng muốn làm hơn Điều hòa dịch thành biển vô cùng vô tận Đây chính là linh dịch hiếm có trên thế gian Vừa hay dùng để khôi phục lại trí tôn cốt Hiện tại bộ ngực nó phát sáng Cảm thấy vô cùng ấm áp và khoan khoái Việc quan trọng nhất vẫn là khôi phục lại trí tôn cốt Nếu như ở đây có thể khôi phục toàn bộ Như vậy những cơ duyên khác dù bỏ qua cũng chẳng sao rất khó mà tưởng tượng được thế gian này lại có nhiều địa hỏa dịch tứ như vậy, tất cả tập trung tại ngay dưới gốc hoàng kim thụ. Cây cổ thụ này rất lớn, đâm thẳng lên tầng mây xanh, bao lá vô tận, mà gốc của nó là chất lỏng màu đỏ tươi đi kèm màu vàng của thân cây, hình thành nên sự khác biệt rõ ràng. Bất kể là hoàng kim thụ hay là địa hỏa dịch đều có linh tính mạnh mẽ, tinh khí cuồn cuộn. Thoải mái quá đi mà, thạch khảo lần nữa rên gì đầy sung sướng. Nếu như người bình thường thì sớm đã bị nướng chín, thế nhưng tu vi của nó rất cao cộng với thân thể kiên cường, tự nhiên có thể chịu được loại nhiệt độ nóng rực này. Nơi ngực, một vòng xoáy xuất hiện điên cuồng hấp thu tinh hoa đỏ đậm ở bốn phía, hình thành nên một cơn bão táp linh lực khiến địa hỏa dịch nơi đây cuộn trào. Có thể nhìn thấy được, biển đỏ đang sôi trào bao vây lấy thạch hạo, rồi từ vòng xoáy to lớn nơi ngược tiến vào trong cơ thể nó, tầm bổ trí tôn cốt nơi ấy. Cuối cùng không phải là hấp thu nữa mà là cướp đoạt. Thạch hạo đắm chìm ở bên trong không hề bị phòng bị gì nữa, nó có thể cảm ứng được trí tôn cốt nóng rực, hóa thành một mặt trời bé nhỏ không ngừng ngưng tụ và bắt đầu sinh trưởng ở nơi đó. Một đoạn dài ra trước kia, trắng bóng trong suốt, khắc đầy phù văn thế nhưng đoạn đó chưa hoàn thiện hiện nay khối cốt không ngừng dài ra từng cái phù văn xuất hiện in dấu ở bên trên một người tí hon cao bằng nắm đấm ngồi xếp bằng trên chân dáng vẻ vô cùng trang nghiêm miệng tụng chân ngôn theo biến hóa này linh khí như thủy chiếu không ngừng cộng hưởng khí tức càng ngày càng lớn mạnh lúc này toàn bộ dự định và mục đích của thạch hạo đều biến mất cả nó chỉ muốn đắm chìm vào bên trong không ngừng lột xác đạt tới trạng thái mạnh mẽ nhất của bản thân Đà thần Thạch cũng bị làm cho thức tỉnh, vừa mới mở mắt ra thì nhảy dựng lên trên sợi tóc của Thạch Hạo, nó chấn động nhìn xung quanh, quả thật là khó tìm vào mắt mình. Chuyện hạnh phúc nhất của đời người cũng chỉ có như thế này mà thôi, ta còn tưởng rằng đang ở thánh thổ chớ, không ngờ lại đang ở trên thiên đường. Đà thần thánh như thằng điên đối diện với địch hỏa dịch, vật chất tinh hoa được sinh ra trong dung nham, nó bắt đầu nuốt lấy lút đẻ. Giờ khắc này nó gào thét vang trời, nó nhảy vọt vào trong đại dương đỏ thẫm này, miệng lớn không ngừng há rộng nuốt lấy tinh hoa thần tính. Ngoài ra bên trong sợi tóc của Thạch Hạo còn có một hạt trâu màu vàng đang khẽ run. Hoàng Điệp tung cánh bay về phía thần thụ Thái Dương, sau đó bám vào bên trên màn ánh sáng hoàng kim rồi bắt đầu hấp thụ thần nguyên. Thạch Hạo chẳng hề hay, hay biết những chuyện này, nó quá tập trung nên rơi vào một cảnh giới kỳ diệu, toàn bộ tâm trí đều là tiếng tụng kinh vang dội khiến nó cảm ngộ vô tận. Sau đó bộ ngực của Thạch Hạo mở ra một thông đạo màu vàng, hàng loạt ký hiệu tổ hợp liên kết với bên ngoài, điên cuồng rút lấy tinh khí. Mà lúc này nó cũng đã bị đánh thức, cảm thấy vô cùng khiếp sợ với bản thân chủ yếu là do trì hoãn quá lâu bản thân nó cũng chẳng phải yếu kém gì tu vi đã đạt tới liệt trận cảnh tương ứng với sự lột xác của bảo cốt cũng cần rất nhiều tinh hoạt thần tính cẩn thận lĩnh hội yên lặng cảm ngộ, một luôn sức mạnh tràn trề gợn lên trong cơ thể nó có thể nghe được âm thanh di chuyển của huyết dịch đặc biệt là nơi ngực có một đoàn tinh huyết khác với tất cả mọi thứ còn lại đang không ngừng thai nghén khối cốt này không ngừng tầm bố nó để trưởng thành ở đây khối cốt này có thể trở nên đầy đủ rồi thạch khảo yên lặng suy tính cổ thụ thái dương cắm dễ ở nơi đây địa hòa dịch quá nhiều chất lỏng màu đỏ thấm nhiều như thế đủ cung cấp cho khối cốt của nó niết bản thành công phát triển toàn bộ hơi lạ vẫn thiếu chút nữa chỉ là dù địa hòa dịch rất nhiều thế nhưng không phải là thần dịch cấp bậc không đủ cao nên khó mà hướng về đỉnh cao cho nên viên mãn được thạch hạo làm bầm đột nhiên phóng thẳng xuống bên dưới chất lỏng lần này có triển khai pháp môn côn bằng không ngừng lặn xuống bên dưới nó quyết định muốn chiếm cho bằng được linh dịch nồng đậm kia dễ chính quá lớn dễ còn quá dài nó vẫn chưa chạm tới đầu dễ thế nhưng phát hiện ra một vài dễ hoàng kim thái khảo giận mình bên cạnh dễ hoàng kim có một chiếc chất lỏng màu đỏ đậm phóng ra hào quang bất hủ khí tức kinh người cẩn thận cảm ứng đây không phải là thần dịch nhưng gần như thế đều là do dễ hoàng kim luyện địa họa dịch mà thành thái khảo không biết đây là chất liệu gì thế nhưng sau khi hấp thu thì cảm thấy hiệu quả hơn rất nhiều nó tiếp tục tìm về nơi tiếp theo không ngừng tìm kiếm tuy ít nhưng thần hiệu kinh người Cuối cùng, Thạch Hào lên trên mặt biển đỏ, hít vào hơi một thâu, sau đó hét dài một tiếng, toàn thân phát ra, khớp xương vang lên răng rác. Vũ văn nơi trí tôn cốt sáng rực hiện ra bên ngoài, hình thành nên một vòng thần bao phủ lấy nó rồi cố định trong hư không, phóng thích ra khí thế bất hủ. Cuối cùng nó bước qua được nơi then chốt nhất, khối cốt trắng loáng trong suốt, khắc đầy ký hiệu, một bộ thiên thư tự mình hình thành, niết bàn gần như đã đủ. Thạch Hạo âm thầm suy tính, lấy ra thế giới hộ quý rồi xuyên thủng màn ánh sáng, xông thẳng lên thần thụ Thái Dương, sau đó rơi trên một cành cây lớn ngồi xếp bằng ở chỗ này. Ở xung quanh trên một lá cây màu hoàng kim đều có một ngôi sao là mờ, không trần thực tế, nhưng là thanh nghén ra lực thế giới, sớm muộn cũng có ngày hình thành nên ngôi sao chân chính. Thạch Hạo thổ nạp, hấp thu thần nguyên tám hướng, lần này nó bắt đầu nhằm vào thần thụ Thái Dương, rút lấy tinh hoa thân cây màu vàng, phiến lá còn có cả ngôi sao đang được thai nghén kia nữa nơi đó vô cùng lấp lánh, thần quang ngày càng mạnh mẽ, bao phủ nó bên trong cứ như là một thần chỉ ngồi từ tuyển cố tới giờ, bất hủ bất diệt, trương tôn cùng thế gian. Trong giây phút đó, nội tâm của Thạch Hạo hoàn toàn yên tĩnh, nó cảm thấy như mình đang lao ra ngoài, dùng thân phận là một người dưng đứng xem khối cốt của mình bắt đầu lột xác. Chấn động ầm ầm, toàn bộ phù văn trên khối cốt này vọt ra rồi in vào trong hư không, sau đó hóa thành thân ban gia trì trên người Thạch Hạo, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Tiếng tụng kinh chấn động cả thiên địa, thần thụ thái dương tựa như là cộng hưởng theo lẽ nào trong cung điện của hỗn độn có tiên kinh xuất thế ở phía trên cổ thụ hoàng kim có tồn giả nói nhỏ đó là thứ gì có tiếng tụng kinh ta tựa như nghe ở bên tai thế nhưng không nghe rõ được không ai nghĩ ra được là từ bên dưới chuyển tới trí tôn cốt của một thiếu niên đang tái sinh hoàn thành bước lột xác cuối cùng cũng không biết bao lâu các ký hiệu bên ngoài cơ thể của thạch hạo biến mất rồi tiến vào trong bộ ngực của nó sau nháy mắt trở nên rực rỡ thì khối cốt ấy từ từ yên lặng lại nó bắt đầu quan sát trong cơ thể mình, trí tôn cốt trong bóng đã tái sinh toàn bộ, không còn thiếu khuyết gì nữa. Kinh văn này nó vô cùng khiếp sợ, nó không biết nói gì nữa bởi vì là tái sinh nên những phủ văn kia cũng được niết bàn, sau khi hoàn toàn đầy đủ trong phút chốc khó mà phân tích thấu triệt được. Vừa hay có thể từ từ nghiên cứu, ta đang ở lề trận cảnh, cần khắc họa trận pháp vào trong máu thịt, không bằng chọn nó vậy. Trước kia Thạch Hạo do dự giữa về chọn pháp môn côn bằng, thần thông của một cây cỏ hay là bảo thuật toàn nghe, giờ nó cảm thấy không bằng lợi dụng cơ hội này nghiên cứu trí tôn cốt, khắc những trận pháp kia vào trong máu thịt mình. Những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, ngày sau nếu cảm thấy không thích hợp thì có thể sửa lại. Ta bị ảnh hưởng từ liễu thần, sau khi nghe mấy người bàn luận, sinh linh hình người là thích hợp nhất trong thiên địa, là vật dẫn để thành đạo, cho nên mới nghĩ tới việc dùng phù văn của trí tôn cốt khắc vào trong mỗi tấc máu thịt của mình. Thạch Hạo lầm bẩm sau khi tỉnh lại thì đưa ra kết luận như thế. Nó nhảy lên rồi thay đổi chỗ ngồi, ngồi xếp bằng trên một chiếc lá hoàng kim rất lớn. Bên cạnh là một ngôi sao đang trong thời gian thai ngén. Nó bắt đầu rút lấy bản nguyên của ngôi sao này và bắt đầu vượt cơ ái. Đây là một loại tu hành cũng là một lần bế quan. Nó quan sát phù văn trên trí tôn cốt, cẩn thận phỏng đoán, không dừng diễn biến, sau đó bắt đầu khắc vào trong máu thịt của mình. Châu la sao toàn thân nó lấp lánh, thành âm vang lên không dứt, cho mỗi tác gia thịt đều lấp lánh thần hà các họa phù văn của chính mình yên dấu vào trong mỗi tấc máu thịt ngay cả phù đạo cũng sáng rực ánh sáng thần thánh dạng người nó được bao phủ trong hào quang bất hủ thời gian không dài chỉ qua một ngày một đêm thạch hạo đã có tiến triển kinh người nó đã đột phá tới liệt trận cảnh hậu kỳ cảnh giới này là phải khắc họa các phù văn và trận pháp nhằm tăng lên thử lực của chiến của bản thân mà nó chỉ qua một ngày một đêm thì đã đột phá Thạch Hạo mở mắt ra, nó không muốn tăng tu vi quá nhanh. Tuy nơi đây có rất nhiều vật chất thần tính, thế nhưng nếu cứ tiếp tục tăng mạnh thì nó sẽ bỏ qua tích lũy và cảm ngộ nên có con đường này không thể vội vã được, cần phải chú ý phong cảnh dọc đường. Ngoài ra nó cảm thấy tranh đấu ở bên trên sắp tới hồi kết nên nó phải xuất phát, nếu chậm nữa thì hoàn toàn sẽ bỏ cơ cơ duyên cung điện hỗn độ này. Trong nháy mắt đứng dậy, Thạch Hạo trở nên siêu nhiên và linh động, cứ như là trích tiên, vô cùng kỳ ảo, thế nhưng trong lúc vùng tay nhấc chân lại tràn đầy sức mạnh.